Dạ vâng, em xin được hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Vâng, kính thưa các bác thân mến, rất là vui em được gặp lại các bác trong clip tiếp theo buổi sáng hôm nay. Buổi sáng thứ 5 ngày 19 tháng 11 năm 2020. Và em cũng đã giới thiệu ở video trước, video test nhạc của combo bộ sản phẩm này. Đó là em sẽ test nời ca. Thì trong video này em xin phép là sẽ lưu ngao một đoạn để các bác kiểm chứng lời ca của bộ sản phẩm. Thì xin kính mời các bác sẽ cùng kiểm chứng tham khảo, sau đó em sẽ giới thiệu chi tiết kỹ lưỡng hơn. Dạ vâng ạ, kính thưa các bác thân mến, lời ca rất là ngọt ngào, âm thanh hay vượt trội. Đó là chiếc âm của đôi loa Moon JBL có mã số 938, đôi loa 3 số, 3 đường tiếng. Và tiếng bass đánh rất chắc sâu bởi có sự kết hợp của một quả loa Stub JBL Bass 50 có mã số là 118S. Và các bác thân mến, bộ sản phẩm ở bên trên chiếc loa Stub đó là một chiếc đẩy CLBX có mã số là DS4150, giá là 23 triệu đồng. Một chiếc vang số CP Automatic D4, chiếc vang có giá 6.500.000 đồng. Chiếc vang này có echo reverb rất là hay. Một chiếc vang số hàng xịn của công ty. Một bộ mic không dây BBS S329GS, bộ mic 6 số có chế độ tự cắt rất là hay. Tay hộp vàng gold giá 5.500.000 đồng. Vâng, là tổng bộ sản phẩm có giá 81 triệu đồng cơ thể các bác. Chọn là bộ combo 81 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn các bác đã luôn luôn quan tâm, tin yêu theo dõi và ủng hộ các thiết bị đồ điện tử âm thanh cũng như là các bộ sản phẩm mà cửa hàng âm thanh Alan chào bán cung cấp. Các bác thân mến, để sở hữu bộ sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp cho em qua các số máy ở trên tấm biển. Cửa hàng em có địa chỉ tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em nhận giao hàng trên toàn quốc. Em xin phép là sẽ khép lại video tại đây. Xin được hẹn gặp lại các bác của anh em ở một video tiếp theo. Các bác ạ, combo 81 triệu đồng đúng không ạ? Loa bãi, đẩy, vang mic là hàng mới, âm thanh hay vượt trội so với tầm tiền. Các bác sẽ sở hữu bộ này để sử dụng trong phòng và diện tích từ trên 20m2 dưới 60m2. Và em xin chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.